Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Overmore Concept. Và như các bạn đã biết thì Brooke đã quá quen thuộc mọi người bởi sự êm ái và chất lượng nó mang lại. Vậy còn bảo dưỡng và bảo quản nó thì sao? Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách bảo dưỡng và bảo quản chiếc yên Brooke nhé. Với những chiếc yên Brooke Cambium như thế này thì bạn sẽ không cần phải lo lắng quá nhiều về việc bảo dưỡng cũng như việc bảo quản. Bởi vì chiếc yên này được tạo ra để có thể chống chịu được với nhiều điều kiện thời tiết. Việc duy nhất bạn cần lo lắng đó là check lại lực của ốc ở phần gọng yên để chiếc yên của bạn luôn được chắc chắn. Còn về dòng yên da của Brooke thì có lẽ bạn sẽ cần phải chú ý thêm một chút. Đây là một chiếc yên da được sử dụng khá là lâu và không được bảo dưỡng thường xuyên. Mọi người có thể thấy bề mặt yên xảy ra tình trạng nứt nẻ, sờn da và mất form. Bề mặt gọng dưới và các đinh tán rỉ sét khá nhiều, gây mất thẩm mỹ cũng như là không đảm bảo trong quá trình sử dụng. Vậy nên bảo dưỡng yên da định kỳ là việc khá cần thiết. Vì yên da cũng như da mặt chúng ta vậy, bạn muốn nó quá khô, bị nứt nẻ hay là quá ướt đúng không nào? Và để bảo dưỡng yên da Brooke thì chúng ta cần những gì? Ở đây chúng tôi có một bộ Premium Leather Saddle Care Kit. Và hãy cùng tôi xem trong này có những gì nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một bộ bảo dưỡng mặt yên, bộ C 30mm. Tiếp đó chúng ta sẽ có hai chiếc khăn để có thể lau bề mặt yên. Và sau đó là một chiếc cờ lê để có thể căng lại bề mặt yên. Tiếp theo là một bộ bàn chải để đánh bề mặt bên dưới yên khỏi bụi bẩn. Và sau cùng là một lọ kem để có thể đánh bóng gọng yên. Và hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc yên Brooke B7 Special đã sử dụng được khoảng tầm hơn 3 tháng. Và việc đầu tiên thì chúng ta cần lau hết bụi bẩn ở trên bề mặt yên. Và sau đó chúng ta sẽ lấy một ít xi thoa đều lên bề mặt yên. Sau đó chúng ta sẽ ngồi đợi khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng tùy thuộc vào điều kiện thời tiết để xi ngấm vào yên. Và sau khi chờ đợi xong thì chúng ta sẽ dùng khăn lau lại bề mặt yên. Chúng ta sẽ lau cho đến khi mà thấy lại được độ bóng vốn có của yên. Và sau khi thoa một lớp xi trên bề mặt yên thì sẽ sẫm màu hơn một chút, dễ nhận thấy nhất ở màu honey. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng bàn chải để chà sạch những bụi bẩn bám ở mặt dưới yên nếu có. Và tất nhiên bề mặt bàn chải này sẽ có một ít dây đồng. Bạn không nên sử dụng ở trên bề mặt yên bởi vì điều đó sẽ làm xước bề mặt. Sau cùng để bạn có luôn có một chiếc gọng yên sáng bóng thì nên sử dụng lắc polish. Với những chiếc yên da có độ mềm hơn hoặc là yên khoét, chiếc yên này bạn có thể sẽ cần sử dụng chiếc cờ lê để căng lại mặt yên da sau một thời gian sử dụng. Hoặc bạn có thể dùng dây để buộc lại hai bên với những các lỗ mà Brooke đã đục sẵn. Và tất nhiên là bạn đừng siết chặt quá hay là lọc quá nếu bạn không muốn chiếc yên của mình mất đi độ đàn hồi. Và bạn nên kiểm tra lại chiếc yên của mình định kỳ mỗi 6 tháng một lần. Vậy là chúng ta đã hoàn thành các bước để bảo dưỡng một chiếc yên da. Vậy còn bảo quản thì sao? Các bạn chỉ cần đừng để tránh nắng trực tiếp, hoặc là để ngâm nước lâu, hoặc là yên của bạn sẽ bị nứt nẻ, hoặc là bị mất đi độ đàn hồi vốn có của nó. Vậy nên bảo dưỡng hay bảo quản một chiếc yên là điều cần thiết để bạn luôn có một chiếc yên bền đẹp và êm ái. Và tất cả các sản phẩm trên thì đều có sẵn tại Overmore Concept. Nếu bạn cần bảo dưỡng yên Brooke da,
Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.